từ lâu đã trở thành thông lệ trước mỗi kỳ thi vượt cấp quan trọng và sau khi nhận bằng tốt nghiệp, thì Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tấp nập chào đón các sĩ tử đến với ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam để cầu may mắn và báo công. Thượng tọa Thích Thanh Cường, trụ trì chùa Cương Xá, thành phố Hải Dương cũng không ngoại lệ. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, sau khi nhận tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, tài chính ngân hàng của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị, Thượng tọa đã đến bái đường Quốc Tử Giám để báo cáo đã hoàn thành quá trình nghiên cứu và học tập trong những năm qua. Tại đây, Thượng tọa cùng một số Phật tử đã thắp nén nhang tỏ lòng thành kính với các đấng bề trên, đặc biệt là người thầy Chu Văn An, một người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam.